Xin chào mọi người đến kênh của mình. Mình tên là Vinh Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thử thách. Nhau thử thách là một cái gì vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau thử thách 24 giờ ở dưới đáy biển. Các bạn bắt đầu nha. Các bạn cùng mình thử thách nha. Các bạn đi từ từ thôi. Phải đi từ từ. Các bạn lặn xuống cho mình, xuống mình, các bạn của mình lặn xuống nhé. Giờ có mập gì đó là nhiều vậy. Ôi sẽ chui vô nhà này, mình sẽ chui vô nhà vệ sinh thật thật. Cái gì vậy, chui lẹ bên đường. Ôi trời ơi, thử thách gì kỳ quá đây, chưa được thử thách là đã ngọt rồi. Tôi lòng quá mấy bạn. Đi từ từ, các bạn từ từ thôi. Hiểu không? Các bạn đi thử thách các bạn phải kiên trì. Các bạn mới vượt qua thử thách được. Đi vậy. Giờ con rơi trên bầu trời nó tấn công mình. Thật kinh khủng. Thật là kinh khủng các bạn ạ. Mình sợ lắm. Các bạn có sợ không? Chỗ nhìn cái bầu trời nó có bị cái tấn công không? Sợ con dơi tấn công mình lắm. Trời đất mẹ ơi. Ơi. Đưa lẻ các bạn ạ. What the hell? Chưa vô nhà thử thách được rồi nên đã bị ngọt rồi. Bị bóp bóp giấy, bóp giấy ngay trên đất sân nhà của mình. Các bạn phải từ từ, cái gì phải từ từ, thấy không? Chắc phải từ từ không? Đi chậm chậm thôi. Nhưng quá không tốt. Người ta nói đi chậm mà an toàn. Đi nhanh mà té. Gì đó. Xuống lại. Các bạn phải làm lại. Các bạn phải làm lại. Đủ. Gì mới thì té rồi. Lạnh nó ghê chứ, chưa gì mình thấy sắp mặt là nhà mình với con gì không ta, không có gì hết. Trời đất trời ơi, không có gì mà sao vượt thử thách đây. Mình sẽ đi lại cho bờ biển đó. Khẳng đi từ thôi. Tuy nhiên quá không tốt sức khỏe. Rồi các bạn đã xem video này, các bạn nhớ học bài lúc giờ nha. Đấy, nhớ học bài lúc giờ nha. Học bài này cũng được thầy cô la đó. Nhớ học bài lúc giờ đó nha các bạn. Đi từ từ thôi, cái phải đi từ từ, không đi nhanh được, tất cả phải đi từ từ, chậm rãi cho mình. Đây còn sót gì không? Không có gì hết. Bế tắc, mình thấy bế tắc, cuộc đời bế tắc. Làm sao xuống cái nhà này ta, cứ thắc mà nguy hiểm quá đi. Hình như có zombie căng ở dưới này
Vô lại nghe mà. Quay lại. Trời, thử thách gì đâu mà khó, nhỏ nhằn vậy. Quay lại sợ nhân viên tấn công. Nghe đúng quay lại. Đó, đóng cửa lại ngon này. Ngon này. Thử thách có thể đây là thử thách thử cho mình đó là nhà vệ sinh trốn nhà vệ sinh có thể đĩa được. Phải quá mọi người. Sướng quá. Hơi sướng. Thử thách đi xuống nhà vệ sinh. Xuống nhà vệ sinh đĩa. Trong phòng có gì không ta? Quả táo vàng. Thế ăn được không ta? Thử. Nói quả táo vàng mình sẽ tăng tăng cường tuổi thọ. Không ta? Khỏe lên được đó các bạn chỉ đi vô mà các bạn chết chắc mấy mấy người quý mình rồi ta kia nó tới rồi bạn ơi nhà hơi nghe gấp nhà gấp không gỡ lại bị tấn công nó mà phải nhai thêm táo táo vàng tăng sức đề kháng nó rồi ta phía ngoài thử thách trời sắp sắp sáng rồi mọi người sắp hoàn thành thử thách rồi này không các bạn nhìn thấy trời sáng rồi không hoặc là trời tối mà các bạn đi vòng vòng làm thử thách giờ từ tới sáng rồi nhé yeah. Mình xuất chân các bạn thử bước chân mọi người các bạn thấy có điểm liền nhà an toàn tự tin sẽ cắt quả táo vàng này vô đây mình sẽ ra ngoài thử coi an toàn như mình nghĩ không đó 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 là được ghi chưa ghi chưa các bạn hôm nay mình thấy con nhím từ từ thấy 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 mình này thấy mình mặc nghe mà xem chết vì không có thiếu oxy căn nhà này á căn nhà dưới nước này á căn nhà vệ sinh này dưới nước này là mình đã trang bị hệ thống oxy nếu có thể thở dưới nước được các bạn thấy không không sẽ chết được hiểu không? Chứ thử thách hoàn thành không có khó rồi xung quanh cái bộ máy này là mình đã gắn bộ máy oxy nó nhất là an toàn nhưng bị khó lòng mà xâm nhập được thế cái hệ thống đường rầm thấy không có tới kìa leo 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 cà leo cà leo cà leo ừ tôi vui dệt luôn kìa bà ghê thiệt con lợn này nó ghê quá mình phải ăn miếng táo chứ đóng cửa lại nó chạy ra ngoài rồi để ăn miếng táo luôn có sức tăng cường sức khỏe tấn công kinh khủng mình hả ra sẽ đánh tuyệt đối nó nhà đánh tuyệt đối mày 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 con lợn này con lợn này con lợn này ghê chưa thấy mình ghê chưa nhìn chưa đánh tuyệt đối thì bi luôn không tao phải đánh tuyệt đối thì bi 24 giờ cho có nhanh này trời sắp tối rồi các bạn lấy là từ trời tối để trời sắp sáng luôn rồi trời sáng luôn rồi đó các bạn này các bạn thành nhảy nhót đây nhảy nhót gần đây được hiểu không oxy hết rồi bạn vô nhà thở oxy liền vì không thiếu oxy cái gì vậy tấn công the hell trời ơi trời hẹn gặp lại các bạn nha. Thì các bạn vào tập tiếp theo nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình tên là Ren Nguyễn, hẹn gặp lại các bạn.
Chúc các bạn học bài tốt nha. Bye bye. Good bye.